Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội ngày hôm qua có báo cáo về 4 ca mắc COVID-19 mới trên địa bàn thành phố. Trong đó thì đáng chú ý là có một ca tại cộng đồng làm nghề cắt tóc tại salon tóc số 36A Trần Quang Diệu, Đống Đa. Và nhận định đây là trường hợp làm nghề dịch vụ thường xuyên tiếp xúc gần với nhiều khách hàng. Ngay trong chiều ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã tiến hành phong tỏa cửa hàng cắt tóc Mẹ ớt ở địa chỉ số 36A Trần Quang Diệu và một số khu vực rộng bao quanh. Toàn bộ người sống và làm việc tại cửa hàng, trừ hai mẹ con do em bé còn quá nhỏ nên đã tự cách ly tại cửa hàng, đều đã được đưa đi cách ly y tế tập trung. Căn cứ việc quét mã QR của các khách hàng khi đến quán, hiện cơ quan chức năng đã truy vết được 154 khách đến sử dụng dịch vụ tại đây từ ngày 8 cho tới ngày 22 tháng 10. Gần 300 người dân sống xung quanh và những trường hợp liên quan cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm, dự kiến sẽ có kết quả trong ngày hôm nay. Số ca mắc mới trong cộng đồng tại Đắk Lắk vẫn đang tăng cao trong suốt 2 tuần qua với 501 ca. Nhiều ca mắc mới lại ghi nhận tại những nơi đã từng phong tỏa. Tỉnh Đắk Lắk đã khoanh vùng phong tỏa theo diện hẹp, đồng thời lấy mẫu làm xét nghiệm nhanh cho toàn bộ các hộ gia đình trong khu vực phong tỏa. Tỉnh Phú Thọ ngày hôm qua thì cũng ghi nhận thêm 50 ca mắc mới COVID-19, trong đó thì thành phố Việt Trì có 39 ca. Tỉnh đã tổ chức đồng loạt xét nghiệm cho tất cả người dân các địa bàn nóng vì dịch như là thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao hay là Phú Ninh. Thưa quý vị, trong giai đoạn thích ứng linh hoạt an toàn với COVID-19, xác định không có bệnh viện sạch COVID-19, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bệnh viện trên địa bàn thành phố xây dựng khoa COVID-19 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Và đồng thời, các bệnh viện dã chiến và trung tâm hồi sức sẽ tiến tới hoạt động theo mô hình đa tầng để không phải chuyển bệnh nhân. Bệnh viện thu dung điều trị COVID-19 quận 11 thành phố Hồ Chí Minh, một trong những cơ sở đầu tiên được thành lập theo yêu cầu tình hình mới, là mỗi quận huyện đều phải có một cơ sở thu dung điều trị để đáp ứng phòng chống dịch trên địa bàn. Với quy mô 300 giường bệnh, bệnh viện thu dung và điều trị COVID-19 của quận 11 có cả hệ thống hồi sức, hệ thống oxy trung tâm. Điều này sẽ giúp cho quận có thể đảm bảo việc điều trị cho các bệnh nhân tại địa bàn của mình. Xu hướng các bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức đa tầng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 là xu hướng sắp tới tại thành phố Hồ Chí Minh, chẳng hạn tại bệnh viện dã chiến số 13. Sau khi bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận bàn giao trung tâm hồi sức từ bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, nơi đây dự kiến sẽ được phát triển thành mô hình bệnh viện 3 tầng. Bệnh nhân nhẹ chuyển nặng có thể điều trị ngay tại đây mà không phải chuyển bệnh. Bệnh viện còn đề xuất nâng cấp tại đây để duy trì điều trị lâu dài. Xin ý kiến là bởi vì bệnh viện Đại học Y Dược đang cơ sở quản lý hai nơi. Như vậy thì nếu như cái quản lý một cái nơi mà đang điều trị tập trung COVID thì nếu có được thì xin phép là nâng cấp lên một chút là có phòng mổ ở đó. Như vậy thì nó vừa dễ cho quản lý và vừa an toàn. Xác định tinh thần bệnh viện không thể hoàn toàn không có bệnh nhân COVID-19, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các bệnh viện đa khoa trên địa bàn sẵn sàng thành lập các khoa COVID-19, chuẩn bị giường, oxy để điều trị cho bệnh nhân. Trên bệnh nhân COVID vẫn còn và vẫn còn triệu chứng, vẫn còn đi khám bệnh, không chỉ ở các bệnh viện mà có thể ở các cái tuyến cơ sở. Cho nên cái ý thức mà nâng cao tinh thần gọi là cảnh giác thì cũng được, nhưng mà sẵn sàng phòng chống dịch COVID-19 trên các cơ sở y tế là hết sức quan trọng. Với năng lực hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng việc điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Tuy vậy, thành phố Hồ Chí Minh hiện cũng đang tái cơ cấu hệ thống y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 phù hợp với tình hình mới.